Trung An kính chào lại tất cả quý anh em các bạn mến thương trong diễn đàn. Trước khi đến những bản tin thời sự quốc tế đó đây khắp nơi, đặc biệt là những sự kiện nổi bật liên quan đến những cuộc căng thẳng chiến tranh. Cũng giống như thường lệ thì chúng ta sẽ bổ sung những cái bản tin mà Nguyên thiếu sót liên quan đến cuộc chiến tranh Ukraine và Nga, hay là những bản tin mới nhất mà Nguyên mới vừa nhận được. Các vị cũng biết là tình trạng cuộc chiến đã kéo quá dài, 2 năm 8 tháng. Thì chúng ta đã nghe rất là nhiều là Ukraine cần sự giúp đỡ, đạn dược. Chúng ta nghe rất là nhiều. Bởi vì đất nước Ukraine không có thể sản xuất được. Những hạ tầng của Ukraine phần lớn đã bị bom đạn của Nga đã tiêu hủy trong vòng 2 năm 8 tháng vừa qua. Và Ukraine phải lệ thuộc rất là nhiều đến nguồn cung cấp đến từ những cái quốc gia đồng minh. Trong đó đặc biệt là những cái quốc gia Mỹ, Đức, Anh Quốc, Pháp, những cái quốc gia lớn vân vân và vân vân. Và ngược lại Nga thì cũng giống như Ukraine thôi. Tuy rằng cái kho vũ khí của Nga trước chiến tranh nó lớn khủng khiếp. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các vị biết là Nga có một cái kho vũ khí cực kỳ là lớn từ thời Liên Xô cũ. Nó vẫn còn tồn tại. Và 2 năm 8 tháng vừa qua thì cái kho vũ khí cũ của Nga nó cạn kiệt. Nó không có nữa. Tuy rằng Nga sản xuất rất là nhiều vũ khí. Cái số lượng đạn dược của Nga sản xuất nó nhiều hơn của Mỹ. Các quý vị biết là người ta thống kê cho biết là Mỹ và vài quốc gia lớn gom lại cũng không bằng Nga sản xuất trong vòng một tháng. Có nghĩa là sự sản xuất một tháng của phương Tây nó không bằng sản xuất của Nga. Để chúng ta biết là cái tốc độ sản xuất của Nga nó cực kỳ là lẹ cỡ nào. Nhưng mà dù lẹ cách mấy thì Nga cũng không đủ đạn dược với cái sự hao mòn trên chiến trường. Nên là gần đây thì Nga đã bắt tay với Bắc Triều Tiên. Đặc biệt là Nga đã liên minh quân sự với Kim Jong Un. Thì các vị cũng biết là Kim Xuân đã đóng góp một vai trò rất là lớn để yểm trợ đạn dược cho Nga. Kim Xuân đã gửi không biết bao nhiêu đạn dược và gửi cả luôn nhân lực để mà yểm trợ cho Nga xây dựng những hạ tầng, những cái nơi mà kêu là đào hầm, đào hố rồi đó. Và như vậy thì vẫn không đủ. Theo những nguồn tin cụ thể cho biết là Putin đã điện thoại trực tiếp đến Kim Xuân và kêu gọi Kim Jong-un yểm trợ thêm về khí tài quân sự. Sau khi cuộc đàm thoại, thì chính quyền của Bắc Triều Tiên đã công bố họ sẽ gửi gấp đôi đạn dược những gì họ gửi cho Nga trong những ngày kế tiếp. Vậy là nói chúng ta biết được là Putin hiện bây giờ đang gặp khó khăn. Hiện bây giờ Putin sẽ còn bại trận tiếp tục khi lực lượng của Nga trên chiến trường đang thiếu đạn dược. Bởi vì phải chờ cái lô hàng đến từ Bắc Triều Tiên. Thì cái lô hàng đến từ Bắc Triều Tiên, số đạn dược là bao nhiêu thì chúng ta không biết. Nhưng nó không phải đến một ngày một bữa được. Nó phải đi bằng phà, bằng tàu. Nó đến ít nhất là vài tuần nữa. Và từ đất nước Nga nó phải vận chuyển đi đến chiến trường. Nên là trong thời gian sắp tới này, cái bản tin này nó vô tình cho chúng ta biết là Nga đang gặp khó về vấn đề đạn dược. Thì cái vấn đề chất lượng thì 50. Đạn dược của Nga chất lượng là 50%. Các quý vị cứ trừ ra 50% là một viên đạn bắn được là một viên đạn lép. Nhưng mà cái điều đó nó không quan trọng nữa. Vì Putin bây giờ đạn gì cũng cần hết, có đạn là được. Bởi vì đạn dược nó quan trọng lắm. Vì súng thì có, cà nông thì có, mà không có đạn thì là súng vô dụng. Súng vô dụng. Nên là các cô chú anh chị em cũng thấy rõ được là ngày hôm nay Putin đang gặp khó khăn vô cùng. Và hiện bây giờ thì cái số lượng đạn dược của Bắc Triều Tiên sẽ gửi trong ngày hôm nay, theo nguồn tin cụ thể cho biết sẽ gửi trong ngày hôm nay. Và cái số lượng cụ thể là không bao nhiêu, nhưng họ nói sẽ gửi gấp đôi những gì họ đã gửi được trước. Thì Bắc Hàn tìm một cái thời cơ để kiếm tiền. Nói chung là Bắc Hàn kiếm tiền. Bắc Hàn sẽ bán hết tất cả những kho vũ khí cũ của mình cho Nga để mà kiếm tiền. Nhưng mà cái thời gian đạn dược nó đến còn lâu lắm. Đây là cái cơ hội mà Nga vô tình giặt áo cho người xem lưng. Để cho Ukraine biết rằng là Nga đang gặp khó khăn trong những ngày kế tiếp. Đây là cái cơ hội để cho Ukraine phản công. Thực tế đây là một cái cơ hội. Nên là cái đây là Nguyên nói là cái này cứ vô tình. Những cái sự việc, hành động của Nga nó đã dẫn đến để chứng minh được là cái sự việc Nga đang gặp khó. Còn Việt Nam có yểm trợ hay không thì Việt Nam có thể yểm trợ trong âm thầm nhưng không bao giờ dám công khai. Bởi vì người ta biết được mà Việt Nam mà yểm trợ vũ khí cho Nga thì là Việt Nam chết chắc.
chết chắc. Lệnh trừng phạt của thế giới nó giáng vô cái đòn Việt Nam. Việt Nam mình sẽ quay trở lại cái thời cô lập, nó là chết. Kim Jong Un thì không sợ vì đất nước Bắc Triều Tiên nó bị cô lập rồi. Không có cái gì mà cô lập hơn nữa. Không cách nào trừng phạt Bắc Triều Tiên hơn nữa. Vì cái mức độ mà trừng phạt của một cái quốc gia dành cho một cái quốc gia nào đó, nó là top đỉnh 100% rồi. Nên là bây giờ muốn trừng phạt Bắc Triều Tiên cũng không được. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề đạn dược của Nga mà thấy các quý vị rất là hào hứng. Ngoài ra liên quan đến chiếc máy bay F-61, một bản tin liên quan đến Ba Lan do tập đoàn sản xuất, đó là Lockheed Martin. Các quý vị biết là tập đoàn của Hoa Kỳ cỡ này làm ăn khá giả lắm. Đặc biệt là tập đoàn sản xuất máy bay Lockheed Martin đó, tình trạng của thế giới căng thẳng đó, thì tất cả những cái doanh nghiệp sản xuất vũ khí đó tìm được doanh thu rất là cao. Vì ai cũng chạy đua theo vũ trang hết, ai cũng đi mua vũ khí hết. Cả những cái quốc gia mà Nguyễn nói là không bao giờ có chiến tranh cũng phải chạy đua mua vũ khí, giống như thụy sĩ. Nhiều quốc gia khác đều phải vậy hết. Cái tập đoàn Lockheed Martin mới vừa công bố á, về cái vấn đề để mà bảo đảm cái sự an ninh, bảo trì, bảo đảm an ninh cho vấn đề máy bay F-61 mà số lượng viện trợ cho Ukraine đó. Thì tập đoàn Lockheed Martin kêu gọi Ba Lan gánh phát cái vai trò đó. Ba Lan sẽ là cái quốc gia đứng gánh phát cái vai trò vì cái vai trò bảo trì. Vì máy bay mà nó phải cần kiểm duyệt, bảo trì, cần tu bổ, tu sửa. Thì các vị biết là nó bay bao nhiêu tiếng đồng hồ nó phải bảo trì lại để coi cái máy bay nó có chất lượng hay không, hay là nó có những cái hệ thống hư hao nào. Thì phía bên tập đoàn của Hoa Kỳ nó kêu là tốt nhất sẽ làm ở tại Ba Lan. Bởi vì thứ nhất là Ba Lan gần Ukraine và cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở gần đó, nên là những chiếc máy bay này có thể đậu ở đó. Bề mặt thì họ muốn nói rằng là máy bay này ở đó để bảo trì, nhưng mà thực tế lợi dụng cái điều đó để cho những chiếc máy bay này ở trên lãnh thổ của Ba Lan một cách hợp pháp mà Nga không dám tấn công vào. Thì đây là một cái chiêu trò của Mỹ khá là thông minh. Vì thứ nhất, nếu mà cho rằng là máy bay của Ukraine đậu trên lãnh thổ của Ba Lan, có nghĩa là Ba Lan có phần tham chiến. Nhưng cái này không, đậu ở tại Ba Lan là để bảo trì thôi. Cái chiêu này của Mỹ khá là thâm độc. Các quý vị, cái chiêu này khá hay. Thứ nhất là Nga không thể lên án được. Thì bây giờ bảo trì bằng cách gì? Phải bảo trì tại Ba Lan. Thì nó ở Ba Lan. Máy bay của Mỹ ở Ba Lan đúng rồi, tại vì nó bảo trì. Nhưng thực tế lợi dụng đó trở thành cái căn cứ không quân hợp pháp cho Ukraine. Để khi cần thiết thì từ đó bay đến những nơi chiến trường nó cũng không xa, chỉ cần mười mấy phút. Nếu mà có những vấn đề giao tranh ở miền Bắc nhiều khi chưa đến 10 phút. Nên là vấn đề để máy bay tại Ba Lan thì máy bay F-61 sẽ được an toàn. Dùng cái từ ngữ hơi khó nghe là đố cha Nga dám tấn công vào. Nên là máy bay sẽ được an toàn. Mặt khác nó là hợp lệ theo luật lệ của quốc tế. Nó không phải là căn cứ không quân của Ukraine. Nó là một cái nơi để bảo trì mà thôi. Nên là sẽ làm cho Putin gặp khó khăn trong những ngày kế tiếp. Muốn tấn công vào máy bay F-61 của Ukraine trong những ngày kế tiếp. Có nghĩa là làm nhiệm vụ của mình quay lại căn cứ an toàn. Đó. Phi công cũng an toàn vì phi công ở Ba Lan. Phi công sẽ không bị ám sát. Phi công cũng không bị tấn công. Nên là phi công ở căn cứ ở Ba Lan an toàn. Máy bay an toàn. Phi công an toàn. Các quý vị biết là huấn luyện phi công là chày da chóc dậy. Ukraine phải mất gần 2 năm mới huấn luyện được một số lượng phi công trẻ tuổi. Đâu phải phi công muốn làm phi công là lái máy bay đâu. Lái máy bay nó phải có tiêu chuẩn nhất định. Thứ nhất là sức khỏe nó phải dẻo dai, tay chân nó phải nhanh nhẹ. Rồi bây giờ là những động cơ bằng tiếng Anh, còn phải học tiếng Anh, tiếng U nữa. Dùng động từ to word đâu có được. Cái vấn đề đó là cái vấn đề ngày hôm nay là hai cái bản tin liên quan đến Ukraine mà khá là hấp dẫn. Thì các quý vị thấy rõ đó là cái cách hành động mà của phía bên Ba Lan với Mỹ đó, họ đưa ra cái biện pháp là làm sao bảo vệ chiếc máy bay F-61 này không bị Nga tiêu hủy trong những ngày kế tiếp. Bản tin khá là hấp dẫn đúng không?
Và bây giờ, vấn đề của Ukraine trong nguyên mạng phép đóng sổ. Bởi vì vấn đề của Ukraine thì chúng ta đã nói rất là nhiều rồi. Tất nhiên là còn nhiều vấn đề khác nữa và chúng ta có thể mổ xẻ, nhưng mà mạng phép thông tin của ngày hôm nay khá là đa dạng và nhiều bản tin khác cũng khá là hấp dẫn. Đây là trong nguyên mạng phép chúng ta ngừng và chúng ta chuyển sang qua bản tin của Hoa Kỳ một chút xíu. Bản tin của Hoa Kỳ ngày hôm nay rất là lý thú. Các cô chú anh chị em cũng biết đó, sắp sửa tới đây vào tháng 11 sẽ có một buổi tranh cử, có thể là tranh cử lịch sử, nên phải nói là một sự tranh cử lịch sử. Đặc biệt là trong một cái bối cảnh thế giới đang hỗn loạn. Và cả thế giới người ta đang ngước nhìn về bầu cử tại Hoa Kỳ. Ai trong chúng ta có đều những cái mong đợi riêng. Nhiều người thì mong đợi Bắc Trump quay trở lại. Nhiều người thì không muốn Bắc Trump quay trở lại. Nói chung là như vậy. Nhiều người họ không phải là ủng hộ bà phó tổng thống, nhưng bởi vì họ không thích Bắc Trump. Đó là nhiều người thì thích Bắc Trump quay trở lại và nhiều người sợ Bắc Trump quay trở lại. Và đặc biệt hơn nữa thì người ta đang lo lắng về cái buổi tranh luận vào ngày 10 tháng 9 sắp tới đây. Người ta đang lo lắng. Bởi vì sao vì người ta lo lắng? Là bởi vì vừa qua nó có những lời qua tiếng lợi trong vấn đề này. Và người ta sợ là sẽ quỷ đi. Các vị cũng biết là hiện bây giờ người ta muốn thấy được một cái sự việc mà kêu là đối kháng của hai nhà ứng cử viên. Đặc biệt là hai người này nguyên nói là miệng lưỡi sắc bén, không ai thua ai đâu. Ai cũng đang chờ đợi hết. Bởi vì người Mỹ họ muốn lắng nghe cái đường lối chính trị, biện pháp để giải cứu đất nước Mỹ trong cái giai đoạn khó khăn, đặc biệt vấn đề an ninh, vấn đề kinh tế. Đó là hai cái vấn đề chính, cả luôn vấn đề y tế. Nó chỉ xếp hạng thứ ba thôi. Vấn đề chính của đất nước Mỹ bây giờ là an ninh và kinh tế. Thì họ đang chờ đợi coi hai ứng cử viên này sẽ có những biện pháp nào và đưa ra những cái giải pháp nào để nâng cái nền tầm của đất nước Mỹ quay trở lại với cái vị trí rất là cao, đặc biệt là nền kinh tế và nền an ninh. Nhưng mà hiện bây giờ nó có hai sự cố. Sự cố thứ nhất là vừa qua đó thì cựu tổng thống Trump đó, ngài đã không còn tin tưởng cái đài mà sẽ điều hành cái sự tranh luận, đó là đài ABC. Ngài cho rằng là cái đài ABC là cái đài này nó không được trung thực. Thứ nhất là ngài đã nêu lên là tôi phải không biết là tôi có nên tranh luận với bà phó tổng thống trên cái đài này hay không, vì cái đài này như thế này như thế kia. Ngày hôm nay đó thì cái quỹ ban của bà phó tổng thống đã đưa ra một cái đề nghị rằng là cái buổi tranh luận được này không có đứng mà phải ngồi, và đặc biệt hơn nữa là cho những ứng cử viên đó đem theo hồ sơ. Cái điều này nó đã phạm theo cái luật mà giữa cam kết giữa tổng thống Joe và tổng thống Trump. Theo cái hiệp định giữa tổng thống Joe và tổng thống Trump trước đó là hai ông đều đứng hết, không có ông nào ngồi hết. Hai ông không được quyền đem theo bất cứ một cái tờ giấy nào hết. Không có gian lận bầu cử, không có giấy tờ gì hết. Chỉ có đem theo với cái bộ não mà thôi. Nhưng bây giờ thì phía bên bà phó tổng thống cho rằng là bây giờ không đứng nữa ngồi, rồi là cho đem theo giấy tờ để mà nói chuyện. Thì ngay lập tức phía bên cựu tổng thống Trump đã lên án, cho rằng là đây là cái hành vi nó không thể chấp nhận được, đã muốn thay đổi cái lực chơi, không cam kết trước đó, đã thay đổi lực chơi trong những ngày đầu. Và thấy rõ nét là đảng Dân Chủ đang chuẩn bị đưa ra những cái trò âm mưu. Vì tại sao họ thay đổi lực chơi? Vì họ đã chuẩn bị cấu kết lẫn nhau rồi, nên họ muốn thay đổi cuộc chơi. Phía bên cựu tổng thống Donald Trump đã không đồng ý. Riêng biệt về cựu tổng thống Trump thì ông ta đã nói rằng ôi, nó thực tế đó, vì bà ta sợ tôi, bà ta không đủ tư cách để đối với tôi. Nó thực tế thì cũng tội nghiệp cho bà ta lắm, làm sao bà ta sẽ dồn được cái kiến thức 30 năm trong đầu trong vòng một tuần được. Thì các quý vị cũng biết là sắp sửa là ngày 10 tháng 9 mà, làm sao bà ta sẽ dồn tất cả những kiến thức trong vòng một tuần trong đầu của bà ta được. Kiến thức 30 năm mà sao ta dồn được. Nên là bà ta phải cần giấy tờ. Bà ta phải cần để mà bà ta đọc, để bà ta nói. Còn tôi thì nói thực tế thì cạnh tranh có sự áp lực đó. Nhưng tôi rất là thanh thản, sẵn sàng đối phó, chuẩn bị tâm lý bất cứ với ai, với giữa cái đầu óc của chúng tôi thôi. Đây là cái lời của cựu tổng thống Trump. Thì nói chung là các vị cũng biết là cái nếu mà có một cuộc tranh luận đó,
thì nó sẽ nhìn thấy rõ là ai có khả năng. Thì hiện bây giờ nói về vấn đề mà kêu là trí nhớ đó, về vấn đề mà có thể nói là ứng xử nhanh lẹ đó, thì khó ai vượt qua Bắc Trâm lắm. Nói thật mà, Nguyên làm chương trình, các vị thấy Nguyên làm chương trình, Nguyên đứng một tiếng đồng hồ. Có nhiều người rất là khen Nguyên là có cái khả năng hùng miệng, nhưng thực tế so với Bắc Trâm là Nguyên chẳng cà ram gì hết á. Vì thực tế là Nguyên nể Bắc Trâm, bác có thể nói tới 4 tiếng đồng hồ không ngừng, và bác có thể dẫn chương trình 4 tiếng đồng hồ, người lắng nghe vẫn hào hứng, hào hứng từ giây phút đầu đến giây phút cuối. Với cái tuổi tác đó mà bác có thể cầm micro nói 4 tiếng đồng hồ thao thao bất tuyệt để cho các vị thấy. Nó là về vấn đề hùng miệng, đặc biệt là những sự nhảy bén, thì Bắc Trâm bác không thua kém ai. Tuy rằng Nguyên không đánh giá thấp bà phó tổng thống, bà phó tổng thống về là vấn đề luật pháp, về nhiều vấn đề bà ta khá giỏi do bản chất nghề nghiệp, nhưng mà về vấn đề mà ứng phó thì hình như là bà ta không bằng. Đó là bà ta đã chọn biện pháp là dùng giấy tờ để ghi lại những cái vấn đề mà mình đã chuẩn bị sẵn trước để tấn công vào phía bên cựu tổng thống Trump, nên bà ta thiếu tự tin. Cái hành động của bà ta thì Nguyên ta thấy rõ được là bà ta thiếu tự tin. Và bởi vì cái sự việc này, người ta đang lo lắng là không biết có sự việc tranh luận của ngày kế tiếp hay không. Thành ra là cái điều này là cái điều mà mình thấy rõ đang ở trong một cái giai đoạn không biết là có hay không nữa. Nếu thực tế hủy bỏ là vô cùng đáng tiếc. Nguyên cũng đang muốn chờ đợi giữa hai vị ứng cử viên này đưa ra những biện pháp nào để có thể lấy được lá phiếu và lòng của cử tri. Nhưng đáng tiếc mà hiện bây giờ có thể bị hủy bỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về bản tin liên quan đến Mỹ và Trung Quốc. Đảng Dân Chủ hay là cá nhân của Tổng thống Joe đang có mưu đồ gì đây? Các quý vị biết là ứng cử viên của Mỹ hay là chính trị của Mỹ đó là một cái đất nước có tầm ảnh hưởng đến cả toàn cầu. Và tất nhiên là có những cái thế lực nước ngoài sẽ đóng góp một vai trò giật dây chính trị. Trong đó có những mấy ông châu Âu, Nga, Trung Đông, Á Châu. Và tất cả những quốc gia sẽ có những cái quan điểm khác nhau để ủng hộ ứng cử viên này, ứng cử viên kia. Và họ sẽ âm thầm trong bóng tối giật dây chính trị, ít hay nhiều. Và cái quốc gia càng lớn mạnh, càng có người dân của mình ở đó thì có tầm ảnh hưởng giật dây nhiều hơn. Đặc biệt là Trung Quốc. Thì hiện bây giờ cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đến Hoa Kỳ nó rất là lớn. Nếu chúng ta biết là cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc đến Hoa Kỳ ban giao những năm gần đây đó nó rất là lớn. Thì bây giờ nó có lấy lên một cái sự âm mưu là có thể, Nguyên nói là có thể, giữa đảng Dân Chủ và Tập Cận Bình có sự cấu kết. Câu chuyện nó như thế nào? Hiện bây giờ ngày hôm nay đó, thì ông John Kirby vẫn còn đang họp ở tại Bắc Kinh. Ông John Kirby là đại diện cho chính phủ Mỹ, đang họp với Trung Quốc về vấn đề an ninh. Vì các vị cũng biết là cái ban giao giữa Trung Quốc và với Hoa Kỳ đang ở trong cái giai đoạn khá là bế tắc. Và tình trạng vấn đề của Biển Đông đó, nó càng ngày nó càng căng thẳng. Nhiều vấn đề khác, rồi vấn đề Trung Đông nữa. Thì giữa Mỹ và Trung Quốc đó, họ muốn tìm cái biện pháp hạ nhiệt lại. Mặc cho nguyên đây là Mỹ đến Trung Quốc nha, Mỹ tự động xách đích đến Trung Quốc. Thì hiện bây giờ vẫn chưa rõ giữa hai chánh quyền nói cái gì. Vẫn chưa rõ biết hai chánh quyền sẽ nói cái gì, cam kết cái gì thì chúng ta không rõ. Nhưng ngay lập tức ngày hôm nay thì có những bản tin rò rỉ là sắp tới đây chính thân bác Joe, tổng thống Hoa Kỳ, sẽ đích thân gặp ông Tập Cận Bình. Sau khi cái chuyến đi của ông John Kirby kết thúc, cái chuyến đi của ông John Kirby chỉ là chuyến đi lót đường để cho bác Joe sắp sửa đến Trung Quốc. Thì người ta đặt một câu hỏi, với cái tình trạng sức khỏe của bác Joe không được tốt cho lắm, than phiền lên than phiền xuống, bởi vì sức khỏe không tốt nên ông ta mới rút lui. Vậy tại sao ông ta phải đích thân đến Trung Quốc trong cái giai đoạn này? Trong giai đoạn này có cái gì quan trọng hơn là vấn đề ủng hộ bầu cử tại Hoa Kỳ đâu? Thì người ta mới dấy lên một cái sự nghi vấn là đảng Dân Chủ có thể kêu gọi sự giúp đỡ đến từ Trung Quốc để yểm trợ cho cái cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ vào tháng 11. Tất nhiên nghi vấn thôi các quý vị.
Nhưng mà khi chúng ta nghi vấn thì chúng ta phải hỏi một câu: Trung Quốc muốn ai lên làm tổng thống? Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa? Đối với Trung Quốc cái nào là có cái lợi? Bây giờ theo cái nhìn của cô chú và anh chị em, Trung Quốc muốn ai lên làm tổng thống? Giữa hai vị này, Trump hay là bà Kamala Harris? Các quý vị nghĩ là Trung Quốc họ chọn ai? Họ muốn ủng hộ ai? Theo cái nhìn của các quý vị là Trung Quốc họ muốn ủng hộ ai? Và cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc nó rất là lớn tại Hoa Kỳ nha. Cho Nguyên nói nha, cái cộng đồng người Mỹ gốc Hoa nó rất là lớn. Rồi chưa nói là những cái tập đoàn công ty của Trung Quốc đầu tư tại Mỹ nó có tầm ảnh hưởng đến cử tri những người làm. Có thể nói là cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong cái bầu cử nó lớn vô cùng. Thì các quý vị cũng thấy đó là Trung Quốc họ ủng hộ đảng Dân Chủ nhiều hơn. Vì cái đường lối của đảng Dân Chủ đó, nó mềm mỏng hơn, nó dễ ngoại giao hơn là đảng Cộng Hòa. Nên lý do đó mà cái chuyến đi, nếu mà bắt Joe đi đến Trung Quốc trong những ngày kế tiếp thì người ta tình nghi là đúng chứ không phải là sai. Vì khi có lợi ích thì người ta sẽ có tình nghi. Nếu là ông John Kirby ông đi bữa nay nó vấn đề an ninh đó, thì người ta có thể suy nghĩ vấn đề để suy nghĩ vấn đề kia. Nhưng mà nếu đích thân bắt Joe bắt đi đó, là người ta nghi là chắc. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà sắp sửa bỏ phiếu bầu cử, nó còn vài tháng nữa thôi. Chứ đâu phải là người ta nghi vấn mà nó không có lý do. Trung Nguyên khẳng định một điều, đó là nghi vấn chứ không phải là xác thật. Bởi vì cái sự việc Trung Quốc, người ta biết rõ được là Trung Quốc tuy rằng bề mặt Trung Quốc sẽ nói là ôi ai lên làm tổng thống của Mỹ nó cũng vậy thôi, chúng tôi không ủng hộ đảng phái nào cả. Chúng tôi không có bận tâm về cái điều đó, đó là bầu cử của tại Mỹ. Đó là những cái gì mà mặt của Trung Quốc nói thôi. Nhưng thực tế Trung Quốc cũng âm thầm đang bảo vệ và yểm trợ cho đảng Dân Chủ. Điển hình ngày hôm nay, Trung Quốc đã vô tình tiết lộ thấy rõ được là cái lập trường chính trị ủng hộ của mình. Phía bên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã lên tiếng rằng là sắp sửa tới đây, nếu mà bắt Trump bắt quay trở lại, trở thành tổng thống của Mỹ, thì chuẩn bị đối đầu với cái vấn đề đấu tranh kinh tế, trừng phạt kinh tế cả toàn cầu. Đó. Ngay lập tức ngày hôm nay Trung Quốc đã cảnh cáo rằng nếu bắt Trump quay trở lại thì cuộc đấu đá về vấn đề kinh tế, chiến tranh kinh tế nó sẽ loan tỏa ra toàn cầu. Vì cái đường lối của bắt Trump là ai bắt Trump cũng đánh kinh tế hết, công bằng kinh tế, và ai cũng sẽ gặp những sự khó khăn. Ngày hôm nay lập trường Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã lên tiếng cái điều đó, là cái giọng điệu của họ là không ủng hộ bắt Trump. Họ đã công khai cái lập trường của mình. Bề mặt thì họ không nói, nhưng mà thực tế ngày hôm nay họ nói về vấn đề kinh tế. Họ đã nêu lên rõ là nếu bắt Trump quay trở lại thì vấn đề chiến tranh kinh tế nó sẽ bùng phát, mà không phải chỉ Mỹ và Trung Quốc mà khắp nơi trên thế giới. Thì chúng ta thấy rõ được là hiện bây giờ nếu mà Trung Quốc đó với đảng Dân Chủ có cơ hội bắt tay, có chứ, vì hai bên đều có lợi ích. Đảng Dân Chủ thì được có nhiều lá phiếu hơn, đảng Cộng sản của Trung Quốc thì có thể có một sự ban giao tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ cũng có thể thỏa thuận với những cái thỏa thuận nào đó. Đối với Nguyên nói cho các vị là Mỹ, người ta lúc nào cũng đặt cái lợi ích quốc gia người ta lên hàng đầu. Đồng minh với Mỹ cũng hơi bị mệt đó, vì Mỹ lúc nào cũng họ đặt cái quốc gia họ lên hàng đầu. Và trong âm mưu chính trị, lợi ích đảng phái đều là vấn đề quan trọng. Nên lấy điều đó là làm bây giờ người ta dấy lên một sự lo lắng là đảng Dân Chủ với đảng Cộng sản đang cấu kết lẫn nhau. Có hay không thì chúng ta sẽ xem xét và tìm hiểu sâu sắc hơn trong những ngày kế tiếp. Nhưng hiện giờ đây là bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và Trung Quốc để cho các quý vị biết được tình trạng khá là gay cấn trong vấn đề bầu cử vào tháng 11. Và bây giờ, Trung Nguyên cập nhật những bản tin lặt vặt đó đây, bao gồm những bản tin khá là hấp dẫn. Đầu tiên nhất là bản tin liên quan đến vấn đề của Philippines đã tìm ra một cái biện pháp giải quyết để giảm bớt đi căng thẳng với Trung Quốc và cũng có thể yểm trợ cho vấn đề tiếp tế. Thì các quý vị cũng biết rằng là gần đây Philippines là gửi dân của mình ra hòn đảo ở. Cái chiêu này Việt Nam nên phải làm nhiều hơn. Chính phủ Phi là yểm trợ. Thí dụ người dân muốn ra hòn đảo ở, chính phủ Phi sẽ xây nhà, xây cửa cho họ ở đó, cung cấp cho họ phương tiện để sinh tồn ở đó.
Nhưng mà các vị biết là hòn đảo mà, nên là cái vấn đề mà vật liệu nó khá là khan hiếm. Nên là cứ khoảng vài tuần á, thì tàu tiếp tế phải đến trên những hòn đảo này để mà cung cấp lương thực, cung cấp những thiết bị, những cái đồ vật liệu để mà sinh tồn trên hòn đảo. Mà mỗi lần mà đem những cái thiết bị lên những hòn đảo thì đối đầu với tàu bè của Trung Quốc và đụng độ nhau rất là nhiều. Và mỗi lần đụng độ như vậy á, thì cái cuộc leo thang của hai bên nó càng ngày nó càng nhiều. Và nó sẽ dấy lên một cái sự việc xung đột đến quân sự. Nên là hiện bây giờ thì Philippines đã tìm ra biện pháp. Biện pháp là gì? Anh Mỹ ơi, anh hộ tống em nghe. Bây giờ em không muốn chiến tranh, cứ đụng độ kiểu này mệt lắm. Cứ ngày nào đi ra biển là cũng đụng độ với Trung Quốc, đụng bình hết á. Bây giờ mỗi lần em ra biển là anh cho em một cái chiếc tàu, anh hộ tống em nha. Hiện bây giờ Philippines đã đề nghị đến Hoa Kỳ tất cả những chiếc tàu yểm trợ cho cư dân của họ ở trên những hòn đảo, đem những cái sự tiếp tế cả lương thực và y tế, sẽ được tàu bè chiến đấu của Hoa Kỳ yểm trợ đến nơi và trở về một cách an toàn. Thứ nhất là sẽ không gặp trường hợp đụng độ với Trung Quốc. Thứ hai, chiếc tàu đi một cách nhanh lẹ an toàn mà không bị xảy ra, và tình trạng căng thẳng ở tại Biển Đông nó sẽ giảm bớt đi. Thì đây là biện pháp của chánh quyền Phi mà hình như Mỹ đã chấp thuận. Nên là hiện bây giờ những cư dân của Philippines có thể tin tưởng rằng trong tương lai vấn đề tiếp tế về lương thực, về y tế, vân vân và vân vân họ không thiếu. Và họ có thể sống và định cư trên hòn đảo một cách lâu bền và hạnh phúc, an bình, không ai quậy phá họ hết. Và họ có thể sống ở nơi đó, lập nghiệp ở nơi đó. Thì đây là cách mà Philippines họ đã làm nha. Đây cũng là một cái bản tin mà gần đây giữa Phi và Trung Quốc đang có những cái cuộc đụng độ trên biển rất là nhiều, cả luôn trên không chứ không phải trên biển không. Nên là bây giờ cái hành động mà tàu bè của Mỹ sẽ làm yểm trợ, bảo vệ, nó sẽ giảm bớt đi rất là nhiều về vấn đề căng thẳng. Vì có sự hiện diện của Mỹ, Trung Quốc đâu có dám đụng. Cũng là một cái điều mà có thể giảm bớt đi nhiều căng thẳng trong những ngày kế tiếp ở khu vực Biển Đông của chúng ta. Đó là bản tin liên quan đến Philippines. Ngoài ra thì Trung Nguyên cập nhật một chút xíu liên quan đến cái vừa qua ở tại đất nước Pháp. Ông CEO, mà kiểu là người điều hành trang mạng xã hội Telegram đã bị bắt. Ông ta đã bị giam giữ 96 tiếng đồng hồ và ông ta mới vừa được thả. Hiện bây giờ ông ta được tại ngoại hầu tra. Luật sư của ông ta đã lên án và kêu gọi là ông ta vô tội. Và ông ta đúng ra có quyền tự do đi đứng và không bị giam giữ tại đất nước Pháp. Và ông ta có quyền rời khỏi đất Pháp bất cứ lúc nào. Tất nhiên là đây phía bên luật sư của ông ta đề nghị điều đó. Nhưng hiện bây giờ chính phủ Pháp thì cho ông ta tại ngoại hầu tra. Ông ta có quyền đi đứng mà không được quyền rời khỏi đất nước Pháp. Và để chờ xét xử cái hồ sơ liên quan đến trang mạng xã hội Telegram của ông ta có liên quan nhiều vấn đề sai phạm. Sự sai phạm của ông ta mà khi tòa án của Pháp là ngày 8 tháng 7 họ đã trình bày về những sai phạm liên quan đến vấn đề trang mạng xã hội của ông ta có những hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Rồi chứng cứ bằng cứng là những cái nơi này đã dùng đó để làm buôn bán những chất cấm mà họ chính phủ an ninh của Pháp đã báo động cách đây vài năm về trước và kêu gọi không được phép có những sự việc như vậy. Nhưng lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Ngoài ra về vấn đề thuế má, nên là vấn đề mà ông ta bị bắt, hiện bây giờ ông ta tạm thời được ra ngoài, không còn bị giam giữ. Đây là bản tin nhỏ liên quan đến vấn đề có thể là một nhà tỷ phú của Nga mang hai quốc tịch, một quốc tịch Pháp và một quốc tịch Nga. Các quý vị ha. Và ông ta hiện bây giờ ở ngoài chờ đợi pháp lý giải quyết. Thì chúng ta sẽ chờ xem coi Pháp sẽ xử cái câu chuyện này như thế nào và giữa ngoại giao Pháp và Nga sẽ đi đến đâu trong những ngày kế tiếp. Riêng biệt về chính phủ của Pháp thì vẫn là bế tắc. Hiện bây giờ Pháp vẫn đang khó khăn tìm một vị thủ tướng nó phù hợp, đặc biệt là những vị thủ tướng có thể người dân chấp thuận, nó khó khăn. Hiện bây giờ người dân đã không còn muốn tổng thống mà không chỉ định thủ tướng nữa. Vì luật theo của hiến pháp của đất nước Pháp là tổng thống chỉ định thủ tướng, chọn thủ tướng của mình. Nhưng bây giờ thì người dân không muốn điều đó. Nên là hiện bây giờ vẫn đang khó khăn về vấn đề tìm một người phụ tướng phù hợp để lãnh đạo đất nước.
đó là vấn đề liên quan chút xíu về đất nước Pháp. Và bây giờ Trung Nguyên tiếp tục đi những bản tin lặt vặt đó đây trên thế giới để chúng ta nhìn thấy rõ được là cái bối cảnh ngày hôm nay thế giới như thế nào, tình trạng của Trung Đông thì như thế nào. Do Thái thì mới vừa giải cứu thêm một con tin. Các người biết là cuộc giao tranh giữa Hamas và Do Thái nó đã rất là lâu rồi, lâu ơi là lâu rồi. Và bây giờ thì Do Thái vẫn tìm cứu được con tin, là một sự kỳ tích. Con tin vẫn còn sống, có thể nói là một sự vui mừng cho đất nước Do Thái. Tiếp tục cứu được những con tin giữa sự giam giữ của lực lượng Hamas, đây là một sự kỳ tích. Ngoài ra tình trạng của Trung Đông nó vẫn nóng như thế nào? Giữa Hezbollah và Do Thái vẫn đang ở trong một cái trạng thái chuẩn bị cho cuộc chiến tranh toàn vẹn. Ông Netanyahu, thủ tướng của Do Thái ngày hôm nay, ông ta vẫn không thể tha thứ cho cái hành động vừa qua của Hezbollah. Tuy rằng Hezbollah đã công bố là họ tấn công một lần rồi thôi, nhưng mà Do Thái không chấp nhận điều đó. Do Thái cho rằng là anh tấn công trên lãnh thổ của tôi thì ăn miếng phải trả miếng. Nên là vấn đề giữa Do Thái và Hezbollah vẫn nằm trong cái phạm vi vô cùng căng thẳng, có thể có một cuộc chiến tranh toàn vẹn trong những ngày kế tiếp. Nhiều quốc gia đã muốn hạ nhiệt về vấn đề này, trong đó có vai trò của Qatar, Arabia Saudite, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đang muốn Do Thái và Hezbollah ngừng về vấn đề ở tại Trung Đông. Nhưng vấn đề Trung Đông không giải quyết được các quý vị. Vấn đề Trung Đông nó khó giải quyết lắm. Dù nói cách mấy đi nữa thì đối với Nguyên, vấn đề Trung Đông nó là trái bơm nổ chậm thôi. Vấn đề Trung Đông là trái bơm nổ chậm. Trước sau gì nó cũng sẽ có cuộc chiến tranh lớn hết ở khu vực đó. Nó đã có một cái cuộc đánh phải nói là te tua. Nhưng mà tạm thời bây giờ thì nó vẫn nằm trong cái phạm vi kiểm duyệt. Đó là cái điều may mắn. Nhưng mà trong tương lai thì nó sẽ bùng phát thôi. Đặc biệt là Trung Quốc lúc nào cũng châm mồi, châm tiền, châm bạc cho những cái thế lực khủng bố. Đặc biệt là thế lực Hezbollah, Hamas, Houthi, Trung Quốc âm thầm sau lưng châm mồi, gửi tiền, gửi vũ khí. Thế nào cái khu vực đó nó cũng bùng phát thôi. Chỉ điều là bây giờ người ta gắng cố gắng để mà hạ nhiệt ở khu vực đó. Người ta dùng ngoại giao, người ta dùng tiền bạc, người ta dùng vũ khí. Mỹ điều động thêm tàu bè chiến đấu nữa. Mỹ sợ có chiến tranh Trung Đông, Mỹ còn điều động thêm nữa. Bữa nay không biết Mỹ điều động thêm một hai chiếc hàng không mẫu hạm gì nữa đó. Mỹ bữa nay ban lệnh là điều động thêm ở tại Trung Đông nữa. Mỹ lo có cuộc chiến lớn ở Trung Đông. Mỹ không muốn có cuộc chiến trong cái giai đoạn bầu cử. Đó là tình trạng ở tại Trung Đông nó vẫn là trái bơm nổ chậm. Khi nào nó nổ thì chúng ta không rõ, nhưng mà tình trạng khá là lo lắng và nguy kịch. Đó là vấn đề của Trung Đông mà Nguyên cập nhật lẹ thôi. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật hai bản tin của Việt Nam. Bản tin đầu tiên là một cái bản tin mà Nguyên nghĩ là Việt Nam, đạo lực của Việt Nam phải thay đổi. Vì cái đạo lực này nó đã làm cho rất là nhiều người trở thành tàn nhẫn vô nhân đạo. Mà cái điều này Nguyên nghĩ là người Việt Nam ai cũng biết hết. Đó là cái vấn đề mà bồi thường cho những tai nạn, nạn nhân. Các vị biết là cái tính sinh mạng của con người nó ghẻ lắm. Thí dụ một người lái xe sai phạm mà vô tình cán chết, thì cái số tiền bồi thường Nguyên không biết là bao nhiêu, nghe nói cả mấy trăm triệu vậy thôi. Nhưng nếu người đó không chết mà người đó bị thương và có thể phải nuôi người đó cả đời, và cái số tiền nó rất là nhiều. Nên là bây giờ đó, có nhiều người họ vô nhân đạo. Khi họ cán chết ai đó thì họ muốn cán chết cho rồi, họ cán thêm một lần nữa. Và cái điều đó nó không phải xuất hiện lần đầu tiên. Ngày hôm nay một đoạn video clip người ta đã quay lại trên cái quốc lộ 51 ở Đồng Nai. Một chiếc xe tải đã cán một chiếc xe gắn máy. Sau khi cán rồi, đúng ra người ta phải ngừng xe lại và người ta sẽ coi cái người đó như thế nào. Nó cố tình chạy thêm nữa để cán thêm một lần nữa. Đây là một cái hành động mà đối với Nguyên là vô đạo đức. Chúng ta người Việt, con người với con người. Và cái hành động nó vô đạo đức như vậy, lý do tại sao nó dẫn đến cái vô đạo đức đó là do cái luật pháp và cái luật lệ nó sai. Nó có một cái lỗ hổng, và bởi vì con người ta đồng tiền nó quý hơn cái tính mạng của con người. Và bởi vì người ta biết cái luật lệ nó như vậy, vì cái luật lệ nó sai mà mấy ông chánh phủ không có sửa. Luật nó không phù hợp để người ta lợi dụng cái điều đó và người ta tàn bạo, người ta giết người mà chỉ có đền 100 triệu.
Thì đây là một cái bản tin mà Nguyên nói là ai cũng biết rồi, Nguyên không muốn nói nhiều, bởi vì nói cái này á, nó làm cho mình cảm giác người Việt Nam mình nó thiếu đi một cái sự đạo đức cỡ này. Nguyên không ngờ được có người ta có thể làm ác như vậy luôn. Mà người Việt với người Việt, Nguyên không biết họ cảm nhận được là người thân của họ là người bị cán thì như thế nào. Nguyên không hiểu làm sao cái đầu óc của họ có thể làm được điều đó. Nó là tại sao Nguyên nói là do cái đạo lực nó sai. Cái đạo lực nó đã sai thì đạo lực nó phải nên sửa. Nếu không là mệt lắm. Cái trường hợp nó lặp đi lặp lại là ngày hôm nay, cái báo chí ngày hôm nay, các bạn biết cái cỡ này thì ai cũng gắn camera, telephone hết, người ta quay được rất là nhiều. Nhưng mà cái câu chuyện này nó không gì mới hết, nó lặp đi lặp lại hoài ở nhiều nơi. Đó là bản tin về đạo đức, nhân phẩm của con người mà Nguyên nghĩ là cần phải lên án, và đức lực lệ của Việt Nam phải cần thay đổi. Những cái hành vi như vậy phải trừng phạt một cách nặng nề, đặc biệt là những hành vi liên quan đến uống rượu, lái xe đụng chết người, hành vi lái xe một cách bừa bãi, vân 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 vân, và chết người phải có những cái trừng phạt nó thích đáng. Nó không phải chỉ một số tiền khổng lồ không, nó còn phải ở tù để cho ai cũng có ý thức là mình làm sai như thế này như thế kia. Và cái điều đó thì nó cái điều mà phải cần thiết. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật một bản tin buồn cho sư phụ của Nguyên. Tình trạng của sư phụ của Nguyên ngày hôm nay xui cho sư phụ của Nguyên nữa rồi. Cuộc đời nó có thể nói là nó xui đến việc này đến việc khác. Sư phụ của Nguyên đã đổi tên chùa rồi. Cố tình đã đổi tên chùa rồi. Nhưng mà nó vẫn còn xui chắc các bạn. Nhiều khi người ta nói là đổi tên nó hơn. Số phận nó thay đổi. Đó. Mà thầy của Nguyên đổi tên chùa rồi. Nhưng mà cái xui nó vẫn bám. Cái dông nó vẫn bám. Sao kỳ vậy thầy? Thầy cúng cũng dữ lắm mà thầy. Đó. Mà tại sao mà cái dông nó bám thầy hoài vậy thầy? Thì bây giờ dông nó bám thầy của Nguyên. Thì bây giờ cái chùa của thầy Nguyên xây đó, chánh phủ đó mới bắt đầu cho rằng là có 35 công trình. 35 công trình là nó sai phạm. Chứ không phải là một công trình. 35 công trình. Thầy của Nguyên xây 35 công trình nó sai phạm. Đặc biệt là lấn sân lấy đất gần trở thành đất riêng của mình. Adu. Ê mà ngày xưa mà thầy chặt cây đúng rừng mà thầy xây dựng đó, thầy có cúng dông ở đó chưa? Bây giờ dông nó đòi rồi kìa. Chắc là thầy quên rồi đó. Thầy quên cúng dông rồi. 35 công trình chứ không phải là một công trình. Các quý vị không nghe nhầm lẫn đâu. 35 công trình. Sư phụ của Nguyên chắc là lúc đó là ổng gấp quá. Ổng gấp gút quá, ổng không có cúng dâm hay gì đó. Bây giờ chánh phủ đã phanh phui qua những cái công trình đã xây từ đó tới giờ. Bây giờ là chùa Phật Quang của thầy của Nguyên đó là 35 công trình. Và chánh phủ sắp sửa làm cái gì? Tịch thu lại những diện tích mà sai phạm. Adu, trời ơi, chết chết thầy rồi. Thầy ơi là thầy. Mà thầy của Nguyên là tính đổi tên là thấy là xong rồi. Đổi tên là tao bây giờ ê, tên khác rồi nghe. Tưởng là đổi tên là được thoát khỏi rồi. Mà chết thiệt rồi. Bây giờ có thể là bị phạt tiền, tịch thu lại, để còn nhiều vấn đề khác nữa. Số thầy ơi là thầy ơi. Cái miệng nó hại cái thân thầy ơi là thầy. Thầy của Nguyên biết nghiệp hết trơn mà đi câu cá là người câu cá thảnh thơi nhưng mà thực tế ác lắm, âm mưu lường gạt. Dụ con cá, kiếp sau sức môi. Tập tạ thấy như vậy chứ không có tốt đâu. Đó, chạy xe chạy xe. Đó, đủ thứ thầy Nguyên nói dữ lắm. Nghiệp này, nghiệp kia, nói đủ thứ nghiệp hết. Trời ơi, mà cái nghiệp mà lấn đất rồi, cái nghiệp mà cắt cỏ, cắt rừng, lấn đất xây dựng thì sao thầy không đoán ra được thầy? Bây giờ không biết cái tường trạm thầy của Nguyên nó như thế nào. Khổ thầy quá, lo cho thầy quá. Thế cái trong lòng của Nguyên đang lo cho thầy ghê các quý vị. Các quý vị nào có giúp thầy của Nguyên đi nha. Đó, giúp thầy của Nguyên. Đó, vượt qua cái cơn sóng ải này. Cái sóng này Nguyên thấy nó hơi bị mệt đó. Khi lúc đó thầy của Nguyên đã nói là thầy của Nguyên đang bị bệnh. Bệnh ung thư. Giai đoạn là không biết giai đoạn gì rồi. Mà thầy của Nguyên, Nguyên nói trời ơi thầy bán trùng mà. Bán trùng chỉ bá bệnh mà. Mà sao thầy bị bệnh ung thư trời. Nhiều khi Nguyên cũng không có hiểu nữa. Thầy bán trùng
máng trùng mà uống thuốc trị bá bệnh mà thầy bị ung thư. Sau đó thầy nói thầy bị tâm lý, tâm lý của thầy bất ổn, rồi thầy đổi tên chùa. Mà thầy làm đủ thứ chiêu trò hết mà nó cũng chạy trời không khỏi nắng. Ai da, Tôn Ngộ Không có 72 phép biến, thần thông nhảy một cái có thể mấy chục ngàn dặm, nhưng cũng không ra khỏi bàn tay của Phật tổ. Khổ quá thầy ơi. Thầy của con nhiều chiêu trò thiệt, nhiều chiêu trò thiệt, nhưng mà cũng không thoát khỏi rồi. Nghiệp nó quật, linh vong nó đuổi theo. Con nói cho thầy nghe, lỗi là lỗi của thầy. Bây giờ con biết lý do tại sao. Là thầy không có ăn đồng chia đều với mấy linh vong. Người ta cúng chùa cho thầy, thầy không có cúng ngược lại cho bên kia. Đó, cái này là do linh vong nó quật thầy, là bởi vì ăn đồng không có chia đều. Thầy lúc nào cũng nói là phải cúng chùa nó mới có phước. Cúng ở dưới đó thì kiếp dưới mình xuống dưới mình mới sướng. Ở dưới Việt Nam mình sướng giàu sang lắm, ở nước ngoài không ai cúng gì hết. Người ta chỉ cúng bông thôi, bông sao ăn được. Thầy kêu cúng chùa phải cúng tiền đô, ở dưới mới hưởng. Mà thầy lấy, thầy không chia ở dưới, thầy xài một mình. Nên là Nguyên nghĩ là như vậy thôi, chứ không có lý do nào mà thầy lại xui như vậy được hết á. Các vị biết là Nguyên cười nãy đó, là trong lòng của Nguyên đang chảy máu. Lòng của Nguyên cười, nhưng mà các vị biết là có nụ cười nó có hai cách. Cười trong vui sướng và cười trong đau khổ. Nguyên không biết các vị đang cười kiểu gì, nhưng mà bởi vì nhiều khi cái đau khổ nó tột cùng quá, người ta cười đó. Cười không phải đau xuống, chứ lòng của Nguyên là tim của Nguyên đang rỉ máu đó. Ruột gan của Nguyên nó đang rồn cào, khó chịu vô cùng. Mà các quý vị, Nguyên không biết các quý vị cười với một cái mục đích gì. Thôi, cho Nguyên ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em, các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình để lắng nghe thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay. Cảm ơn sự yêu mến của các quý vị lúc nào cũng đồng hành cùng Nguyên qua những bản tin đó đây khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn những cô chú anh chị em lúc nào cũng theo cùng Nguyên đi vào những bản tin, rồi nhiều khi những cái bài bình luận dí da dí nhỏm của Nguyên để tạo cho các quý vị một nụ cười trong cuối chương trình. Ngày mai Nguyên sẽ gặp lại các quý vị với nhiều bản tin sôi động khác. Bye bye các quý vị. Giữa đêm tôi bông hào quang sáng tỏa, sẽ mà đêm tràn lan chói loa, mở mắt nhìn lên ô kìa chừng nư tuôn hương trần chỉ xuống nhân gian. Đừng van vai, đừng chờ phép lạ, đừng u lì yếu đuối sầu bi, đừng dựng miêu trầm hương nghi ngút, đừng năm năm tê lê linh đình, mơ mắt nhìn cảnh nước liêu linh, chiều dân lành đói phố an thiên, dân khiêu kiện dài hàng cây số, tiếng kêu than lên tận cổng trời. Người yêu nước vì trói tay bịt miệng, kẻ hại dân tạo tác thong dong, cấm lãnh đạo già cấm già điên, tiêm tay bao che câu kết keo bè, bọn cướp ngày vơ vẹp tham ô, cụ già trẻ thơ giữa màn trời chiếu đất lửa từ thiêu vẫn lạnh giá tin người. Tuổi trẻ ơi lắng nghe non nước gọi, hãy nâng cao đầu gánh nợ nước đi thôi, phải can đảm nhìn vào cuộc nhục, có nước nào như nước ta không. Đứng dậy đi thôi đừng kêu nai kề ngộ, đừng ươn hẹn ích kỷ cầu an, một chiếc đua rời dễ dàng bé gây,
một bó nguyên hình. Bạo lực tất lui, vang trăm gió vang trên ngàn ngắm, lệnh hai ba danh rẽ uy nghi, kẻ nào chê thời xưa phong kiến, đây nàng kiều vào chôn lầu xanh. Nay chế độ chịu lần tốt đẹp, bọn buôn người gặp đất này xinh, đem gái lạc hồng giao bán khắp Nam Châu, cho ngoại nhân làm điếm làm hầu. Kẻ vô thần cậy quyền cậy thế, vây chùa giam hãm trù dập thầy tu, chiếm đất nhà thờ đánh son chiên tàn tệ, đạp dòng tiên rồng xuống loài dễ run. Giặc đến nhà đàn bà phải đánh, giặc đói giặc nghèo, giặc dốt giặc ngu, giặc ngoại xâm giặc nội thù gian ác, đầy đọa toàn dân trong giếng thầm áo vu. Nói gương sáng bao đời xưa nữ kiệt, rửa phân son đi gìn giữ non sông. Đứng dậy đi đừng chùn chân kiếp nhược, trước gian tham tàn bạo điên. Kẻ nào nói thương dân xót, kẻ nào giáo hạnh phúc ấm no, lại kiên định giữ độc tài đồng đảng, triệt tiêu mầm dân chủ tự do, xen đất dân biệt cho kẻ thù truyền kiếp, bọn quân cầu bành trướng tham lam, họa mất nước họa san bằng diệt chủng, đeo đuổi ta hoài ác mộng không tan. Đừng khiếp nhược trước gian tham tàn bạo, đừng chùn chân sờ cho chùa bên đường, vì bước trông gai dù kéo dài vạn đi, có 80 triệu người từ khắp nẻo quê hương. Tuổi trẻ ơi lắng nghe non nước gọi, hãy ngẩng cao đầu gánh nợ nước đi thôi, phải can đảm nhìn vào cuộc nhục, có nước nào như nước ta không. Đứng dậy đi thôi đừng kêu lại kề cổ, đừng ươn hèn ích kỷ cầu an. Một chiếc đua rời dễ dàng bé gây, một bó nguyên hình bạo lực tất lui. Vần vu từng mảnh trời tan tan, đất chuyển mình cây vật vã ngả nghiêng, ta mơ màng trong giấc thủy miên, bỗng có người
lay vai reo gọi. Giang hai bà còn đậm nét trong tôi.